em sẽ show cho một người thấy em thực sự có thể tương lai trở thành một rap god chẳng hạn Rap, rap god thì nghe nó nặng nề quá. <cười> <cười> là một rapper đa năng đi, nói ngược nói xuôi. À. Thì cái thị yếu hiện tại anh thấy mọi người đa phần đều rất thích rap melodic. À. Nó phải có một chút cao độ, một chút âm độ, à. nó phải có một tí giai điệu. Và dần chưa giai điệu hơn. Hơn một lọt tai hơn. Catchy xử catchy lý. đấy. Thì à. anh cũng có những cái cảm giác và thấy những cái minh chứng là real rap chỉ rap thuần không có cao độ. Mọi người bắt đầu dần dần chuyển sang Vậy trên cương vị của hai bạn với sự nghiệp của mình sắp tới, em sẽ tiếp cận với thị yếu khán giả là chính hay em sẽ show cho một người thấy em thực sự có thể tương lai trở thành một rap god chẳng hạn? Rap, rap god thì nghèo nặng nề quá, mà <laughs> một rapper đa năng đi. Ừ. Bản thân em em luôn muốn hướng đến một cái hình ảnh nó nó đa năng, ừ. nó có thể làm nhiều thể loại, thậm chí là không chỉ là về rap không, ừ. nhưng là kể cả mình rap tốt, ừ. mình là một rapper giỏi, mình hát hay, mình vẫn là một rapper giỏi. Ừ. Đó với em là như thế. Ừ. Đó nhưng mà kiểu một bài nhạc mà chỉ có tính lyric là lyrical ở trong đấy mà nó không có tính nhạc thì nó không có giai điệu ừ. thì nó sẽ dễ kiểu, khó bị lọt tai ấy. Ừ. em sẽ vẫn phải trau ừ. chuốt cái phần ngôn từ nhưng cái bài nhạc đấy trước khi người ta chùi thì phần ngôn từ người ta phải thấy nó catchy đã. dễ nghe dễ nghe lọt tai phải, nó đúng phải không dễ nghe đã. Tình. Sau đó sau trả lời của câu gì thì chúng ta thấy được cái phần mà để đáp ứng nhu cầu thị yếu nói chung của số đông ấy là không thể thiếu được gõ cửa Vion 19h30 thứ bảy hàng tuần xem độc quyền trên Vion